à, Hỏi bài miễn chỉ trả lời tức thì vào thư viện Nam Tải ngay về giách. Chào mừng các em đã đến với khóa học toán Việt danh Hôm nay cô Vân rất là vui khi mà lại được đồng hành với các em Trong phần tìm hiểu bài học số 5 Trung điểm của đoạn thẳng Từ khóa chính trong bài học này đó là từ trung điểm Khởi động bài học với một hình ảnh chúng ta quan sát ở phía dưới đây Hình ảnh này là hình ảnh của một chiếc cân thăng bằng ở bên đây chính là hình ảnh của một cái phòng làm việc đúng chưa nào và người ta chia ra các vị trí điểm nằm giữa hai điểm tô màu đỏ ở trong hình ảnh của các bức tranh bên có gì đặc biệt bức tranh thứ nhất là hình ảnh cái cân thăng bằng thì chúng ta nhận thấy đây ba vị trí màu đỏ chúng ta nhận thấy ba vị trí này là thẳng hàng với nhau là cái kiến thức chúng ta nhìn thấy đầu tiên thứ hai đó là chúng ta sẽ đi nhìn xem khoảng cách từ điểm màu đỏ này từ điểm nằm giữa này đến hai bên còn lại. Chúng ta nhận thấy là nó khá là bằng nhau đúng không? Giờ sẽ thử đo xem chúng có bằng nhau thực sự không nhé Ở đoạn này chúng ta nhận thấy nó bằng 1,1 gần 1,2 đúng không? Đo sang bên này chúng ta cũng nhận thấy như vậy. Như vậy ở đây chúng ta nhận thấy là điểm nằm giữa này cách đều hai hai điểm nằm ở hai phía. Tiếp theo tương tự đối với hình ở dưới này. Chúng ta cũng nhận thấy là cái điểm nằm giữa này cũng cách đều hai điểm còn lại. Vậy những điểm nằm giữa và cách đều hai điểm còn lại như vậy thì người ta sẽ gọi là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu phần một nhỏ. Trung điểm của đoạn thẳng. Khám phá hoạt động. Vẽ đoạn thẳng AB bằng 6 cm. Vẽ điểm M thuộc AB sao cho AM bằng MB, hình 1A. Trên đoạn thẳng PQ cho điểm N ở hình 1B đo độ dài các đoạn thẳng NP và NQ, so sánh độ dài đoạn thẳng NP với NQ. Em có nhận xét gì về vị trí của điểm M so với các điểm A và B, điểm N so với các điểm P và Q? Hoạt động này thì người ta đã cho sẵn chúng ta hình vẽ. Câu thứ nhất cho ở hình vẽ 1A, ở đây PQ cho ở hình vẽ 1B đo độ dài đoạn thẳng NP đây chính là đoạn thẳng NP chúng ta sẽ đặt vạch không trùng với điểm P và nhìn xem cái chấm còn lại trùng với vạch số 2 vì vậy đoạn thẳng PN bằng 2 cm tiếp theo đoạn thẳng NQ NQ đặt vạch số 0 trùng với điểm N nhìn xem điểm còn lại trùng với vạch số 4 vì vậy đây NQ bằng 4 cm vậy ta sẽ viết như sau hình 1 B đoạn PN bằng 2 cm. Đoạn NQ bằng 4 cm. Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng NP với NQ. Để so sánh hai đoạn thẳng này, chúng ta so sánh độ dài của chúng. 2 cm nhỏ hơn 4 cm. Nên chúng ta sẽ nhận thấy PN sẽ phải nhỏ hơn NQ. Yêu cầu tiếp theo Em có nhận xét gì về vị trí của điểm M so với các điểm A và B? Chúng ta nhận thấy vị trí của nó đầu tiên so với hai điểm này thì ở đây M nằm giữa hai điểm A và B. Nằm giữa khi và chỉ khi chúng ta nhớ nhé, khi mà nói đến nằm giữa là phải thẳng hàng thì mới nằm giữa được. Vậy chúng ta sẽ nhận xét như sau, điểm M thẳng hàng với AB, điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì chúng ta chỉ cần nói là điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì đã hiểu là nó thẳng hàng rồi như thế nào. Vị trí của điểm M là nằm giữa hai điểm A và B và MA bằng MB như vậy chúng ta có thể hiểu rằng là điểm M cách đều hai điểm A và B. Vậy chúng ta sẽ có nhận xét điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Điểm M cách đều hai điểm A và B. Vậy chúng ta có thể nhận xét ngắn gọn là điểm M nằm giữa và cách đều hai điểm A B. Điểm N, điểm N nằm giữa hai điểm P và Q nhưng mà có cách đều không nhỉ? Không cách đều đúng không? Như vậy điểm N thì nằm giữa nhưng mà không cách đều hai điểm P, Q và cái điểm M nằm giữa và cách đều như thế này thì người ta gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB ở đây. Điểm M như trong hình 1A được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB và điểm M này có cái tính chất đó là nằm giữa và cách đều. Từ đó chúng ta có rút ra được khái niệm về trung điểm của đoạn thẳng như sau. Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai đầu mút đó trung điểm của đoạn thẳng còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng đó. Như vậy ở đây đưa ra khái niệm trung điểm của đoạn thẳng là đầu tiên là nó phải gì đây? Nằm giữa và cách đều. Trung điểm còn có cách gọi khác là điểm chính giữa. Điểm chính giữa khác với điểm nằm giữa như thế nào? Chính giữa chính là vị trí ở trung tâm chia làm hai đúng không nào? Nhưng mà nằm giữa ví dụ như điểm N thế này là cũng nằm giữa rồi để các em nhớ chưa điểm chính giữa thì chỉ có một điểm duy nhất nhưng mà điểm nằm giữa thì lại có rất nhiều phân biệt nhé để chỉ hai đoạn thẳng bằng nhau ca bằng cb như ở hình 2 người ta thường đánh dấu như trong hình đây hai đoạn thẳng ac và cb là bằng nhau người ta ký hiệu hai cái gạch xéo như thế này ký hiệu giống nhau là để thể hiện cho những đoạn thẳng này nó bằng nhau ví dụ trong hình 3, điểm Y là trung điểm của đoạn thẳng AB vì điểm Y nằm giữa hai điểm AB và IA bằng IB. Quan sát hình 3 xem điều đó có đúng không? Quan sát ở đây rõ ràng điểm Y nằm giữa chúng ta có thể quan sát trực quan thấy đúng không nào? Có ký hiệu giống nhau nghĩa là hai đoạn thẳng IA và IB bằng nhau. Như vậy nó nằm giữa và cách đều rồi. Do đó thì Y chính là trung điểm của đoạn thẳng AB. Chúng ta cùng đi làm bài thực hành số 1. Cho đoạn thẳng MN bằng 10cm, Y là một điểm thỏa mãn, sao cho NI bằng 5cm. Điểm Y có là trung điểm của đoạn thẳng MN không? Vẽ hình minh họa. Vậy thì đầu tiên cô giáo sẽ vẽ đoạn thẳng MN bằng 10cm trước đã nhé. Cô giáo đặt thước vẽ như sau. Chúng ta cùng nhớ lại cách vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài MN bằng 10 cm. Chúng ta sẽ đặt thước là trùng với như thế này, và đặt thước, bút vào vạch số 0, kéo đến vạch 10 như thế này và dừng lại. Như vậy ở đây chúng ta đã được đoạn thẳng này là đoạn thẳng MN. Y là một điểm chỉ cần thỏa mãn là NI bằng 5 cm. Chỉ cần thỏa mãn NI bằng 5cm cô ta sẽ vẽ để sao cho NI bằng 5cm Đây, đặt vạch số 0 trùng với điểm N và kéo dài 5cm Như vậy Ở đây chúng ta đã vẽ được một điểm Y thỏa mãn là NI bằng 5cm như vậy quan sát ở đây thì chúng ta nhận thấy Y có là trung điểm của đoạn thẳng MN hay không nhỉ? À không là trung điểm của đoạn thẳng MN Bởi vì ở đây chúng ta thấy Y có nằm giữa không? À không hề nằm giữa đúng không nào? Như vậy ở đây nếu mà chỉ nói rằng là NI bằng 5cm Thì chưa đủ điều kiện để kết luận là có là trung điểm hay không Mà chúng ta phải cùng nhớ lại nè Nó phải thế nào đây? nằm giữa và cách đều như chưa nào Vậy làm thế nào để vẽ được một trung điểm của đoạn thẳng bất kỳ chúng ta sang phần 2 nhỏ Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng Giả sử ta cần vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB có độ dài là 5cm Cách 1 người ta hướng dẫn như sau Đặt mép thước trùng với đoạn thẳng AB sao cho vạch không trùng với điểm A Khi đó điểm B trùng với vạch chỉ số 5 trên thước Chúng ta quan sát trên hình đây chính là vạch không của thước trùng với điểm A và đây chính là vạch số 5 trùng với điểm B. Ta lấy điểm M trùng với vạch chỉ số 2,5 trên thước. Khi đó ta có M là trung điểm của đoạn thẳng AB. À đây chính là vị trí 2,5. Được chưa? Lấy 5 chia cho 2 thì sẽ ra 2,5. Được chưa nào? Và nằm giữa và cách đều. Mỗi một bên là 2,5. Được chưa? Cách thứ hai vẽ đoạn thẳng AB trên giấy can, gấp giấy sao cho điểm B trùng với điểm A thì giao của nếp gấp và đoạn thẳng AB chính là trung điểm M cần xác định. Cô giáo sẽ thực hành cái cách làm này như sau. Đây chính là đoạn thẳng AB khi vẽ trên giấy. Bây giờ cô giáo tiến hành gấp giấy sao cho điểm B và điểm A trùng nhau. Đây, chúng ta cùng quan sát. Rồi, chúng ta gấp và sẽ ra cái điểm ở vị trí này đúng không nào chính là trung điểm của đoạn thẳng AB các em sẽ về tiến hành gấp và đo xem là có đúng như vậy không nhé vận dụng hai cách xác định trung điểm như vậy chúng ta sẽ đi làm bài thực hành số 2 nêu các cách để xác định trung điểm của cạnh dài của bảng ở trên lớp à, vậy thì để đo chiều dài dài của cái bảng ở trên lớp chúng ta không thể nào mà đi gấp đôi cái bảng được đúng không? Chúng ta sẽ có cách là chúng ta sẽ lấy một cái thước dây để chúng ta đo cái chiều dài của bảng. Chứ chúng ta không thể nào mà lấy một chiếc thước ngắn như của cô giáo đo thì nó sẽ rất là lâu mất thời gian đúng không? Một là chúng ta lấy thước dây dài. Đo chiều dài của bảng. Đặt cái thước dây đó sao cho vạch số 0 của thước thì trùng với một đầu và vạch số còn lại thì là sẽ trùng với đầu bên kia và xem cái số đó là số bao nhiêu rồi đem chia đôi cái đoạn thẳng đó ra để chưa nào hoặc cách thứ hai chúng ta nhận thấy nếu trên bảng viết ở chúng ta trên lớp có những cái ô vuông bằng nhau ấy thì chúng ta sẽ đếm xem là theo cái chiều dài đó là có bao nhiêu ô rồi chúng ta sẽ chia đôi cái số ô đó ra thì sẽ ra là trung điểm của cạnh dài của bảng viết trên lớp được chưa nào Vậy sau khi tìm hiểu thế nào là trung điểm của đoạn thẳng cũng như là cách xác định trung điểm của một đoạn thẳng chúng ta đi vào thực hành các phần bài tập sau đây. Bài tập số 1. Chọn trong 3 phương án dưới đây để một, được một phát biểu đúng. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi A nhỏ MA bằng MB. B nhỏ điểm M nằm giữa AB và MA bằng MB. C nhỏ điểm M nằm giữa A và B. Chúng ta phân tích từng ý một ở ý a chúng ta cùng nhớ lại là trung điểm của đoạn thẳng là phải thỏa mãn hai điều kiện điều kiện thứ nhất là nằm giữa và điều kiện thứ hai là cách đều thế thì ở ý a chúng ta nhận thấy ở đây mấy chó có điều kiện là cách đều cách đều điểm a cách đều điểm b vì vậy cái khoảng đoạn thẳng của chúng là bằng nhau vậy thì nó bị thiếu mất cái nằm giữa đúng không? cô giáo sẽ vẽ cho một trường hợp là nó thỏa mãn điều kiện này nhưng không là trung điểm. Cô giáo ví dụ như sau. Đây chính là đoạn thẳng AB. Cho bằng 6 cm đi. Được chưa? Cô giáo lấy một điểm M sao cho MB này bằng 4 cm. Cô giáo đo xem bên này là MA, cô giáo nhận thấy MA hay là AM? thì cũng chính là bằng 4 cm. Được chưa nào? Như vậy rõ ràng là MA bằng với MB nhưng mà M thì lại không là trung điểm của đoạn thẳng AB và đây là lý do là A là sai. Đến IB là M nằm giữa AB và MA bằng MB thì đúng là thỏa mãn định nghĩa rồi nên câu này chắc chắn là câu đúng. Đến IC là chỉ cần M nằm giữa A và B. Nằm giữa nghĩa là thẳng hà. A B nằm giữa chúng ta chỉ cần đặt một điểm. Như thế này. Rõ ràng là nằm giữa nhưng mà nó không là trung điểm. Vậy ở đây người ta nhấn mạnh củng cố cho chúng ta về cái khái niệm trung điểm của đoạn thẳng. Đó là phải nằm giữa hai điểm và cách đều hai điểm. Bài tập số 2, đo độ dài các đoạn thẳng AD, CD, AC, BC trong hình bên. A nhỏ điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao? B nhỏ. Điểm D có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao? Đây chính là hình bên và đầu tiên chúng ta sẽ đi thực hành đo độ dài các đoạn thẳng người ta yêu cầu. Đầu tiên là AD của giáo đo đoạn thẳng AD bằng cách đặt vạch không trùng với điểm A. Vạch còn lại chính là số 2 trùng với điểm D như vậy AD bằng 2 cm. CD, CD chính là đoạn này. Đặt vạch số 0 trùng với điểm C. Vạch còn lại chính là trùng với số 2. Vì vậy CD cũng bằng 2 cm. Tiếp theo, AC. Vạch số 0 trùng với điểm A. Vạch còn lại trùng với điểm C. Vậy AC cũng bằng 2 cm. BC chính là CB và ta đặt thước như thế này. Vạch 0 trùng với điểm C. Vạch còn lại trùng với điểm 2. Vì vậy, ở đây CB chính bằng 2 cm. Hay BC bằng 2 cm. Sau đó người ta hỏi ý A, điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Rõ ràng là điểm C nằm giữa hai điểm AB mà CA bằng với CB và bằng mấy cm đây? 2 cm. Do vậy nó có là trung điểm của đoạn thẳng AB và chúng ta sẽ trả lời. Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vì điểm C nằm giữa hai điểm A và B và CA bằng với CB và bằng 2 cm. Tiếp theo Điểm D có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao? À rõ ràng chúng ta nhận thấy DA là bằng 2 cm, DC cũng bằng 2 cm nhưng nó lại không là điểm nằm nằm giữa và vì vậy thì D không là trung điểm của đoạn thẳng AC. Điểm D không là trung điểm của đoạn thẳng AC. Vì điểm D không nằm giữa A và C. Vậy chúng ta lại luyện tập thêm một nữa, một lần nữa là cái khái niệm của trung điểm của đoạn thẳng. Bài tập số 3 là một bài tập rất là thực tế. Một người muốn cắt thanh gỗ như hình dưới đây thành hai phần bằng nhau, mỗi phần dài 9 cm. Em hãy cùng các bạn trao đổi với nhau về cách cắt gỗ. À, quan sát ở đây thì chúng ta nhận thấy muốn cắt thanh gỗ này thì chắc chắn chúng ta phải cắt ở những cái vị trí điểm là nằm ở bên trong cái thanh gỗ này đúng nào thì mới cắt được thanh gỗ chứ cắt ngoài này thì không có gỗ để cắt đúng không vì vậy cái điểm cắt nó sẽ phải là nằm giữa của cái thanh gỗ mỗi phần dài 9 cm chúng ta thấy cả thanh gỗ dài là bao nhiêu 18 cm mỗi phần là 9 cm như vậy thì bên tay phần thứ nhất bên tay trái là 9 cm phần thứ hai bên tay phải cũng là 9 cm thì nó nằm giữa và nó lại có cái sự cân bằng như vậy thì ở đây nó chính là trung điểm của cái thanh gỗ này và chúng ta sẽ lấy cái thước để đo. Vạch số 0 ở đây là chúng ta sẽ đo 9 cm đến 9 cm của thanh gỗ được chưa nào? Ở đây hình vẽ này nó chỉ mang tính chất tượng trưng thôi, nhưng chúng ta sẽ hiểu cái cách làm là như vậy, được chưa? Chúng ta sẽ cắt tại trung điểm của thanh gỗ này. Được chưa nào? Bài tập số 4, cho hình vẽ bên. A nêu cách vẽ trung điểm A của đoạn BC. B nêu cách vẽ điểm M sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM. Em có nhận xét gì về độ dài các đoạn thẳng AB, BM và AC? Ở đây cô giáo sẽ đi vẽ lại cái hình bên. Chính là hình này trước. Hình này chúng ta nhận thấy đây là hình ảnh của một đường thẳng đi qua hai điểm B và C. À như vậy bài này thì không chỉ đơn giản là vẽ mà chúng ta còn phải đi nêu cách vẽ, vậy cách vẽ chúng ta xem bước đầu tiên sẽ làm gì. Chúng ta lấy mép của thước đặt sao cho nó trùng với cái đường thẳng BC được chưa? Đường thẳng có chứa cái đoạn thẳng BC sao cho vạch số 0 trùng với điểm B được chưa? Khi đó ta nhận thấy điểm C đi qua vạch số 6. Như vậy ta nhận được điểm C đi qua vạch số 6. Và sau khi đặt thước được như vậy rồi thì chúng ta sẽ đặt cái vị trí trung điểm chính là ở vị trí số 3. Được chưa nào? 6 chia làm 2 phần để cho nó chính giữa thì nó phải nằm ở vị trí số 3. Như vậy ta sẽ viết là ta lấy điểm A chung với vạch chỉ số 3. Và như vậy thì ta có A là trung điểm của đoạn thẳng BC. Đây là chúng ta đã nêu được cái cách vẽ trung điểm xem nào. Sang đến ý B Nêu cách vẽ điểm M sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM. Phần B là sử dụng tiếp nối của hình A chúng ta đã vẽ được. Vậy cô giáo sẽ vẽ lại hình A xuống phía dưới. Đề yêu cầu là B là trung điểm của AM. Vì vậy, B sẽ nằm giữa hai điểm A và M. Mà muốn nằm giữa thì chúng ta đã biết rồi một điểm nằm giữa hai điểm còn lại khi và chỉ khi ba điểm chúng ta đang nói đến nó phải thẳng hàng. Ở đây thì AB đã thằm, nằm thẳng hàng sẵn rồi đúng không? Nó nằm trên một đường thẳng và nó đã thẳng hàng sẵn rồi. Vậy điểm M mà muốn có xét cùng trong bộ ba điểm thẳng hàng thì điểm M cũng phải nằm trên cái đường thẳng này đúng chưa? Và ở đây điểm B phải nằm giữa, vậy thì chúng ta nhận thấy ở đây thì điểm A đã nằm phía bên tay phải rồi Đúng chưa nào? Điểm B nó muốn nằm giữa Thì cái điểm M nó phải nằm bên tay trái của điểm B chưa nào? Chắc chắn nó phải nằm bên này Thì nó mới thỏa mãn là B nằm giữa nó phải nằm ở vị trí bên này Nằm giữa và cách đều Vậy chúng ta cùng quan sát Ở ý A chúng ta đã đo được là BA bằng 3cm Bây giờ điểm M cũng phải thuộc vào đường thẳng này và cách điểm B một khoảng bằng với điểm A với B. Vậy AB chúng ta vừa đo bằng 3cm thì tương tự bên này chúng ta sẽ nổi và đo được 3cm. vậy Thì đây chính là điểm M và như vậy chúng ta sẽ có được B là trung điểm của đoạn thẳng MA. Sau khi đã vẽ được hình rồi, chúng ta sẽ đi nhận xét về độ dài của các đoạn thẳng AB, BM và AC. AB chúng ta vừa nhận thấy là bằng với AC ở phần A đúng chưa nào? Vì A là trung điểm của đoạn thẳng BC. Mà BA thì lại bằng với BM vì B là trung điểm của đoạn thẳng MA. Như vậy thì ba đoạn thẳng này sẽ cùng bằng nhau và cùng bằng với đoạn BA như vậy ta sẽ có là AB thì sẽ bằng với BM và bằng với AC xem nào sang đến bài tập số 5 trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên hãy dự đoán O là trung điểm của những đoạn thẳng nào em hãy nêu cách kiểm tra dự đoán đó đây chính là hình chữ nhật ABCD dự đoán O là trung điểm chúng ta sẽ nhận thấy ngay O là trung điểm của đoạn thẳng NM dự đoán Vậy chúng ta sẽ kiểm tra ở đây NM đo được bằng vạch đầu tiên là trùng vào với số 0 vạch còn lại là trùng vào với cái số 5,3 đây đúng chưa với 5,3 mà chia cho 2 chúng ta sẽ ra được là 2,6 gần 2,7 đúng không Vậy đây chính xác rồi Tiếp theo O là trung điểm của đoạn thẳng AC Chúng ta nhận thấy ở đây ra là bằng vạch điểm A trùng với vạch 0 điểm C trùng với vạch 5,7 chia ra chúng ta sẽ nhận thấy là nó là 2,8 hơn một chút gần 2,9 đúng chưa nào Vậy O có là trung điểm của đoạn thẳng AC Tiếp theo tương tự với DB chúng ta cũng nhận thấy như vậy đúng chưa nào KN cũng vậy để chưa nào từ k cho đến n đây là 2,3 2,3 mà chia cho 2 ra thì là 1,15 1,1 hơn một tí nữa đây đúng chưa nào như vậy chúng ta sẽ nêu cách kiểm tra là chúng ta sẽ đặt thước sao cho vạch không trùng với một đặt thước sao cho mép thước đi qua một cạnh một đoạn thẳng bất kỳ mà đoạn thẳng đó có chứa điểm O được chưa sau đó đặt vạch số 0 chung với một điểm hay là một điểm đi qua vạch không và quan sát vạch còn lại điểm còn lại ở vạch số bao nhiêu rồi đem chia cho hai thì xem điểm ô có chung với vị trí đó hay không được chưa nào như vậy thì qua các bài tập vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi luyện tập cách vẽ trung điểm của một đoạn thẳng này cũng như là cách kiểm tra xem một điểm có phải là trung điểm của đoạn thẳng hay không Vậy thì sau bài học này chúng ta đã học được tất cả những gì các em cùng quan sát. Đó là nêu được thế nào là trung điểm của đoạn thẳng, trung điểm nó phải là một điểm là một điểm chính giữa của đoạn thẳng hoặc có thể nói rằng là nó điểm nằm giữa và cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng. Nêu được cách vẽ trung điểm của một đoạn thẳng, đó là ta chỉ việc đặt thước sao cho mà đo được cái độ dài của đoạn thẳng đó. Rồi chia đôi đoạn thẳng đó ra thì chúng ta sẽ đặt bút vào cái vị trí mà chia đôi đấy. Chia làm hai phần bằng nhau đó. Tiếp theo là kể được một số ứng dụng trong thực tiễn của trung điểm đoạn thẳng. Chúng ta thấy một ứng dụng đơn giản nhất đó chính là trong thực hiện có cái cân này, chúng ta thấy không cân thăng bằng. Khi nào cân thăng bằng chúng ta có thể giúp đo được cái khối lượng, đúng không nào? Hoặc là chúng ta có thể thấy điểm ô khi mà học về tính hình có tâm đối xứng này cũng chính là hình ảnh của trung điểm chúng ta đã biết từ trước đúng không nó cũng có một ứng dụng khi người ta làm trò chơi này nó cần cái sự cân bằng để chưa ngoài ra còn rất là nhiều cái ý nghĩa khác nữa vậy thì về nhà các em sẽ luyện tập cách vẽ trung điểm của một đoạn thẳng cũng như là xem lại kiến thức để chúng ta có thể ghi nhớ bài hơn nhé bài học của chúng ta đến đây là kết thúc cô giáo xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo xin chào các bạn Khóa học về giách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về giách